Hello, xin chào các anh em. Hiện tại trên tay mình đang là chiếc Samsung Galaxy S8. Và như các anh em thấy thì chỉ còn một vài tháng nữa thôi thì chiếc Samsung Galaxy S9 sẽ được trình làng trên thế giới. Vậy thì liệu rằng cái mức giá cho phiên bản này bây giờ khoảng tầm 15-16 triệu cho một cái chiếc máy mới, các anh em thấy sao? Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có một sự lựa chọn cho mình, đó chính là chiếc iPhone 8 với mức giá đã thấp hơn rất là nhiều so với lúc nó mới ra mắt, là tầm khoảng từ 17-18 triệu. Anh em lựa chọn hai phiên bản flagship nào đến từ Apple hay Samsung, iPhone 8 hay là Samsung Galaxy S8? Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với giá cả của hai chiếc máy này. Chiếc iPhone 8 ở trên tay mình đang được bán với mức giá Chiếc iPhone 8 ở trên tay mình đang được bán với mức giá là khoảng từ 15 cho tới 16 triệu cho một chiếc máy mới. Và trong khi đó thì Apple iPhone 8 đang được bán với mức giá là khoảng từ 17 cho tới 18 triệu. Mình nghĩ như vậy thì hai chiếc máy này nó cho là tương đồng nhau về mức giá cả đi. Nhưng mà các bạn biết là chỉ còn khoảng vài tháng nữa thôi thì chiếc Samsung Galaxy S9 đã được ra mắt rồi. Thì có thể là chiếc điện thoại Samsung Galaxy S8 của mình sẽ bị đẩy giá xuống hơn nữa. Nó tầm khoảng 13 cho tới 14 triệu đồng cho cái chiếc máy mới. Vì vậy nên là trong khoảng thời gian hiện tại nè, trong bi ngay lúc mà cần Tết, các bạn chọn mua Samsung Galaxy S8 mà để các bạn xài luôn, không đổi nữa, thì nó là một quyết định chính xác. Nhưng mà nếu các bạn muốn mình xài một thời gian, sau đó là các bạn bán đi và lựa chọn cho mình một chiếc máy khác, thì mình nghĩ Apple iPhone 8 sẽ là một cái lựa chọn thích hợp hơn, vì giá cả của iPhone luôn luôn được giữ giá và khi sang tay lại thì vẫn được một cái mức giá cao hơn so với những cái sản phẩm đến từ những cái hãng đối thủ khác. Điểm thứ hai mà mình muốn nói với tất cả anh em đó là về phần hiệu năng ở trên hai chiếc điện thoại này. Như các anh em biết thì chiếc Samsung Galaxy S8 trên tay mình được sử dụng con chip Exynos 8895 và 4GB RAM cũng như là 64GB ROM. Mình nghĩ rằng cho tới cái thời điểm mà cái Samsung Galaxy S9 nó có trình làng đi chăng nữa thì chiếc điện thoại ở trên tay mình nó vẫn sẽ chạy được những cái game nặng, những cái hiệu năng nó mang lại vẫn sẽ cao, không có những cái hiện tượng giật lắc hay là những cái hiện tượng không ổn định trong lúc mà chúng ta sử dụng. Mặt khác thì như các anh em biết rằng Samsung Galaxy S8 là một trong những cái flagship chủ lực của Samsung. Vì vậy nếu mà chúng ta mua chiếc điện thoại này thì khoảng 2-3 năm nữa chúng ta vẫn được Samsung support, vẫn có những cái phiên bản Android mới, cũng như là khi mà cái lượng người dùng cao, chúng ta có một cái cộng đồng sử dụng thì những anh em Cookroom cũng như là Bushroom họ sẽ support cho chúng ta nữa. Vì vậy nên là mua chiếc Samsung Galaxy S8 vẫn không cần phải lo về các hiệu năng, cấu hình cũng như là hệ điều hành của nó đang được sử dụng. Trong khi đó mà các anh em nào mà chúng ta yêu thích Apple cũng như iPhone 8 thì những anh em đã biết con chip được sử dụng trên Apple iPhone 8 là con chip Apple A11 Bionic. Con chip này được đánh giá là khá mạnh và nó được hỗ trợ dùng cho VR cũng như là AR rất là tốt. Bên cạnh đó thì cùng với 2GB RAM cũng như là 64GB ROM sẽ mang đến cho các anh em những cái trải nghiệm cực kỳ tốt và mượt mà trên một thiết bị chạy iOS. Và đương nhiên là những ai mà đã từng xài qua iPhone, những ai mà đã từng yêu thích iOS, các bạn luôn biết rằng Apple luôn hỗ trợ về iOS rất là nhiều. Khoảng 3 đến 4 năm nữa hoặc là thậm chí là 5 năm sau thì chiếc Apple iPhone 8 mà các bạn đang sở hữu và sắp sở hữu vẫn sẽ luôn được Apple quan tâm chăm sóc và vẫn sẽ được update lên những cái phiên bản iOS mới. Điều đó sẽ mang cho các bạn rất là nhiều trải nghiệm, rất là nhiều tính năng mới trên chiếc điện thoại này. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ cùng đến với lại thiết kế của hai chiếc điện thoại này, cùng với đó là những cái tính năng được đặc biệt được trang bị trên chúng. Thì đối với Apple iPhone 8 khi mà các bạn mua cũng như sở hữu thì các bạn thấy thiết kế của nó không có quá nhiều khác biệt so với iPhone 6, 6S hay là iPhone 7. Nhưng mà ngược lại, đối với Samsung Galaxy S8 khi mà các bạn sở hữu trên tay thì vẫn là màn hình 18.9 rất là thời thượng, cùng với đó là việc bẻ cong màn hình tràn viền nữa. Nó tạo nên một cái độ sexy, nguy hiểm cũng như rất là sang trọng hiện đại khi mà các bạn sở hữu. Nó rất là riêng biệt so với những cái hãng sản xuất điện thoại ở trên thị trường. Vì vậy nên mà khi chúng ta cầm chiếc điện thoại này, nó nhận diện thương hiệu rất là tốt. Những cái người đối diện người ta nhìn, người ta sẽ biết được rằng chúng ta đang sử dụng chiếc Samsung Galaxy S8 chứ không phải là những điện thoại khác. Và đó là một cái điểm rất là đặc biệt đối với những ai yêu thích sự mới mẻ, sự sang trọng và tinh tế thì sẽ chọn cho mình chiếc Samsung Galaxy S8. Và đương nhiên bên cạnh thiết kế, chúng ta sẽ tiếp tục nói về phần tính năng đặc biệt ở trên hai chiếc điện thoại này.
Apple iPhone 8 vẫn không có dual camera, không có VR, không được support ở những cái kiểu chụp hình như là portrait, không xóa phông, ba la ba la các kiểu. Nhưng mà đối với Samsung Galaxy S8 thì với những cái bức hình đơn giản, với những cái background không quá phức tạp thì chúng ta vẫn có thể sử dụng tính năng xóa phông. Mặc dù là ở trên S8 xóa phông vẫn là xóa phông điện tử thôi, nhưng mình đánh giá cao về cái việc hoàn thiện camera của Samsung. Họ vẫn cho chúng ta những cái bức ảnh xóa phông rất khá là chân thực và nhìn chung là chúng ta có thể chấp nhận được. Ngoài ra thì những công nghệ như là UPTC hay là WeChat sẽ cho chúng ta những cái trải nghiệm tương đối là thích thú ở trên chiếc Samsung Galaxy S8 của mình. Mình đánh giá là khả năng hiệu chỉnh lại những cái tính năng ở trên Samsung khá là cao. Bên cạnh đó thì việc mà chạy trong mình Android cũng đã phần nào giúp cho Samsung cũng như người dùng có những cái trải nghiệm cực kỳ mới mẻ. Trong khi đó thì đối với Apple iPhone 8 thì những tính năng mình nghĩ rằng tương đối cũ rồi, như là bảo mật vân tay thì cũng khá là cũ rồi. Trong khi đó thì Iris Scanner ở trên Samsung Galaxy 8 đã tạo một cái điểm nhấn khá tốt ở trên chiếc điện thoại này. Như các anh em đã biết thì tới iPhone 7 thì Apple họ đã sử dụng cái việc là thay thế cái nút home cảm biến lực cho cái nút home vật lý truyền thống. Thì nó vẫn có một nút home tròn và thay vào đó là sử dụng cảm biến lực. Thì đương nhiên là lên cái chiếc Samsung Galaxy S8, Samsung họ cũng đã trang bị cái nút home cảm biến lực rồi. Nhưng mà cái nút home của Samsung đặc biệt ở một chỗ, đó là cái chúng ta bấm mạnh vào màn hình chứ nó không còn xuất hiện ở trên cái nút home cũ nữa. Thì điều này giúp cho Samsung họ tối giản cái màn hình tốt hơn, làm cho hai cạnh mỏng hơn, cũng như là khi mà chúng ta sử dụng thì cảm thấy nó trơn tru, mượt mà và sang trọng hơn. Chỉ cần bấm ở trên màn hình ở vị trí nút home truyền thống thì sẽ có một cái nút home cảm biến lực. Thì điều này mình nghĩ rằng Samsung họ cũng đã làm rất là tốt. Và vừa rồi đó là những so sánh cơ bản giữa việc mua Samsung S8 hay là iPhone 8 ở trong cái thời điểm hiện tại của mình. Và mình nghĩ rằng bấy nhiêu đó thôi thì cũng đã đủ phần nào để cho các bạn hình dung được cái việc mà chúng ta bỏ ra một số tiền như vậy để mà sở hữu hai chiếc điện thoại này. Với những cái đối tượng hay là những khách hàng khác nhau thì chúng ta sẽ có những cái sở thích cũng như là cái mức tiền mà chúng ta chi ra để mà sở hữu hai chiếc điện thoại này khác nhau. Muốn xài luôn và muốn cho mình một cái sự mới mẻ thì hãy lựa chọn Samsung Galaxy S8. Muốn cho mình một cái sự ăn chắc mặc bền, muốn có một cái sự sang tay hoàn hảo, hay là giữ cho mình một mức giá ổn định khi mà chúng ta mua Apple iPhone 8 thì hãy lựa chọn iPhone. Đó là lời khuyên mà mình đưa ra dành cho các bạn. Các bạn nghĩ sao? Hãy để lại comment ở phía bên dưới nhé. Mình là Phong và đến từ B Channel. Xin chào và hẹn lại các bạn trong những video lần sau. Bye.